Chào chú Liêm ha, Hôm nay cô tới sớm ha Ngồi đi Tại tôi có công việc tiện ở đây Cho nên ghé qua luôn á Ủa mà buổi chiều nay Khu phố mình hợp có gì không vậy chú à họp bàn về làm căn cứ công dân đó mà Chú Liêm À cô Mơ Chào chú Chào chị Chú Hả Bữa nay còn có dẫn bạn chú đến đó chú Bạn của chú hả Dạ Ai đâu kêu vô cứ vô luôn đi chú ơi <laughs> vô đi chú anh anh thiệp anh, anh anh liêm lâu qua vô đây, mới vô, đây. <laughs> vô đây ngồi xuống ngồi xuống đi đâu mà 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 tới đây vậy hả tìm gặp anh tôi mừng quá <laughs> trước khi tôi đi, tôi có một chuyện muốn nhờ cô. Chị nói đi. Cái chuyện mà bí mật của chú Liêm đó, cô gỡ với tôi, tôi biết rồi. Nhưng mà làm cách nào để mà cái bí mật đó cho nguyên cái khu phố này biết luôn mới là vấn đề đó. <laughs> chị sắp về quê nuôi cá trồng rau mà chị vẫn còn mơ tưởng đến cái chức tổ trưởng hả? Tôi về quê. Thì cái chuyện đó là muốn giữ hạnh phúc gia đình được ấm êm hơn Còn cái chuyện mà chức tổ trưởng tổ dân phố gì đó là coi như là Tôi cũng không có để ý đâu lắm Nhưng mà cái tính của tôi nè Khi mà hứng có thù tôi phải trả Trả không được tôi khó chịu ăn cơm vô Chuyện đó thì dễ mà Chị cứ đăng mấy cái tấm hình quá khứ ngày xưa của ông Liêm lên rút cao sang là được thôi Nói như cô thì dễ quá rồi Cô tính đi Chú Liêm đã xây dựng một cái hình ảnh quá tốt trong lòng mọi người khu phố này rồi Mà trong khi mọi người đều biết tôi và chú Liêm có hiềm khích với nhau Nếu bây giờ tự nhiên tôi đăng lên Cái mọi người quay đầu xe lại nói tôi là bịa đặt Rồi nói tôi là ghép hình đó, Rồi la tôi thì sao Nhưng mà nếu có một người bạn cũ Từng làm đội công nhân vệ sinh chung Bỗng nhiên xuất hiện Ôm lại chuyện cũ ngày xưa Cùng những cái tấm hình kỷ niệm Lúc đó xuất hiện trước mặt mọi người thì ông Liêm làm sao chối cãi quá khứ của mình được Cô nói vậy không lẽ cô quen được bạn chú Liêm hả Ừ Vậy là cô biết người đó sao Nếu không biết Thì làm sao hiến kế cho cô Coi như là Số tiền này con đưa trước cho chú khi nào mà chú hoàn thành xong nhiệm vụ của con á, thì con sẽ đưa cho chú một phần tiền tương ứng với phần tiền này. Cô cứ nói công chuyện đi. Rồi á, tôi mừng cho. Dạ. Chú quen người này không? À, đây là thằng Liêm. Tôi với nó làm cùng một công ty vệ sinh nè. À, cách đây cũng à, mười mấy năm rồi đó chú nhìn kỹ đây đi coi chuyện chú nhầm đó chú này là chú liêm đang là tổ trưởng khu phố cao sang còn à, ngày xưa là chú làm trưởng phòng kế toán chứ đâu có đi à, dọn vệ sinh môi trường gì đâu chú trời đất ơi trưởng phòng kế toán cái gì ngày xưa đó, làm chung một tổ chung một đội vệ sinh với tôi nè vậy thì à, ông nghĩ đó, là ông liêm gặp lại ông đó, có nhận ra không nhận ra chứ cô biết không hồi trước á tôi với nó làm chung một tổ gặp miễn trai gặp đinh đâm vô chân vô tay nè chính tôi đã băng bó những cái vết thương đó trời ơi anh em với nhau chi kỹ lắm á nha cô nhìn là nhận ra liền nếu mà chưa nói mà như vậy thì con cũng yên tâm rồi bây giờ con có cái chuyện này chỉ cần chú tới chú gặp chú liêm nè thì có nghĩa là chú tới đó chú cần nhận thôi bạn bè nói chuyện với nhau thôi là được rồi Chỉ có vậy thôi hả? Dạ vậy, vậy thôi Đúng là tiền trên trời rơi xuống Chuyện này tôi làm được Làm là, làm, làm cho cô Dạ Ôm lại chuyện cũ á Thì cũng phải có kỹ vật đi kèm lâu quá rồi tôi mới gặp anh vợ này sao rồi ở đâu công việc như thế nào tôi 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 khỏe công chuyện vẫn bình thường lúc này phát tướng mà thấy phong độ quá có gì đâu sao bao nhiêu năm rồi mới gặp lại nhau mà cũng hơn chục năm rồi đó nha chứ không có đâu nha à tôi 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 có mang đến cho anh cái 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 này nè đây nè anh anh coi đi anh coi ấy không sao không sao tôi sơ ý quá không sao đâu <laughs> uh Trời ơi, đi họp tôi tưởng tôi đi đám ma hay gì trời làm gì ai cũng căng thẳng rồi thì Ủa chú Liêm ngày xưa chú cũng là công nhân vệ sinh hả tôi không ngờ á ở trong cái khu phố này nè, tôi tưởng chú là cái người trung thực nhất á bây giờ hôm nay tôi mới cảm thấy là tôi thất vọng về chú á cái nghề nghiệp mình sao á thì mình khai thiệt chứ chú giấu giếm cái nghề nghiệp của mình làm gì tôi Ông bà của tôi ngày xưa cũng là cái nghề thu gom mua phế liệu vậy thôi Mà tôi thấy nghề nào cũng vậy Ông bà tôi đâu có giấu đâu, đâu có xấu hổ về cái nghề nghiệp của mình Vậy mà chú lại đi giấu giếm cái nghề nghiệp của mình Tôi thấy sao á phải ai người ta muốn giấu đâu Có tình có lý hay có cái chuyện gì người ta mới vậy Đâu ai muốn cố tình giấu hiểu không Sao anh biết là chú Liêm không giấu Thôi nếu không giấu thì tại sao á không nói cho mọi người biết mà còn cố tình tạo cho mình một cái vỏ bọc để hả có như thao túng tâm lý mọi người nhiều khi làm cái chuyện gì đó hả mờ ám bất chính rồi sao trời có quá lời không vậy có cái chuyện mà tự nhiên không đúng gì đi thao túng tâm lý ừ. mà nói thiệt gì mọi người không thấy thắc mắc sao thấy má gì đó? cái bình bình. nè một công nhân vệ sinh ờ à. lương thì ba cọc ba đồng rồi ừ, sao thì làm sao mà có đủ số tiền lớn mà mua một miếng đất to ở cái thành phố mà cái giá đất nó đắt đỏ như vậy mà xây cùng một lúc hai căn nhà anh coi đi như vậy là có có cảm thấy lấn cấn hay là cảm thấy thắc mắc không chú hiệp bây giờ có chú ở đây rồi chú nói cho con một tiếng đi là có phải ngày xưa chú với chú liêm là cùng làm công nhân vệ sinh hay không anh hiệp anh cứ nói hết sự thật đi không có gì phải ngại hết đúng tôi là công nhân vệ sinh còn anh liêm thì không phải ủa chú nói gì kỳ vậy sao sao chú với chú liêm không làm chung thì tại sao hai người đều có tấm hình là mặc đồng phục công nhân vệ sinh ừ. điều đó chẳng có gì mà đáng nghi ngờ hết á Chẳng qua là ba tôi cùng với những đồng nghiệp công tác ở cơ quan tham gia ngày hội làm sạch sẽ thành phố mặc đồ công nhân thì là chuyện bình thường thôi tôi còn có bằng khen của ba tôi nữa nè mọi người có cần chứng ở nhà không à ơi, Trời ơi rồi xong luôn có bằng chứng luôn rồi anh trai này nói luôn rồi có mấy tấm hình nè à. drama làm thấy ghê lắm bây giờ chuyện nó sáng tỏ rồi được chưa Hey. Chú Ủa mọi chuyện sao chứ ông nói rõ cho con biết Rồi cái bằng khen đó là sao nữa Đúng rồi con Lúc đó đó Anh Liêm là trưởng phòng Vì đi công tác phối hợp cùng với đội vệ sinh Nên Anh Liêm mặc đồ công nhân vệ sinh Để mà phát động cái phong trào Quét dọn làm sạch môi trường khu phố ừ, cho nên nó mới có những cái tấm hình chụp làm kỷ niệm như vậy đó nghĩ lại lúc đó tuy cực nhưng mà mình vui quá ha anh liêm điều đó cho thấy ba tôi là một công chức nhà nước gương mẫu dù có địa vị cao ở trong xã hội này nhưng mà không ngại những công việc nặng nhọc để phục vụ cộng đồng vậy mà có những con người xấu xa muốn bôi nhọ thanh danh của ông à thôi thôi vậy nè em thấy nãy giờ cũng căng thẳng quá không mấy giờ mình vừa coi đó banh cái mình mở cái chầu nhậu làm cho nó nó hưng phấn lên chứ căng quá cũng không có vui lại nha à. lại chơi okay. ai nhậu nhậu ăn ăn tôi về ê nhậu đi tôi về về anh chi ê ơi ôi. ôi Trời ừ ở lại ăn cơm với gia đình tôi luôn à. À thì <laughs> chú dễ thương quá trời <laughs> alo à cậu yên tâm tôi sắp có tiền trả cậu rồi tôi có một ông bạn giả dạng là công chức nhà nước mà quên đi cái quá khứ của mình á là một công dân vệ sinh nên có người cho tôi tiền để tố ổng ra đó Ừ thiệt mà tôi nói thiệt cho nên à, tôi chiều nay đi hay mai vậy tôi mang tiền qua tôi trả cho cậu nhưng mà nhớ nha nhớ cho tôi mua thêm mấy máy xì dụ nữa nha à, à. cậu cậu là cướp hả tôi tôi không có tiền đâu cậu ơi khem à đứa nào thuê ông hâm hại ba tôi cậu là ai mà ba cậu là ai tôi đâu có biết đâu cậu nhìn lầm người rồi đó <laughs> ba của tôi là ông liêm bạn đồng nghiệp cũ của ông, ông quên hả vậy cậu là con trai của ông liêm lập là, là bạn thân của tôi cậu ơi ba cậu hiền lắm làm sao mà tôi hãm hại ba cậu được chứ ông còn nói xạo được nữa hả ông nói chuyện điện thoại tôi nghe hết trơn rồi khôn hồn á thì ông khai ra đứa nào đã thuê ông để hãm hại ba tôi. Tôi, tôi tôi nói cho ông biết kể từ bây giờ ông muốn sống yên ổn và có tiền thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi còn bằng không ông không sống yên với tôi nữa cô được lắm, dám, dám đâm, đâm sau lưng tôi. tôi. Cứ đợi đó. đó, tôi, tôi nhất, nhất định sẽ tìm ra đánh. cô. Khoan, cô làm cái gì vậy? Đốt đi, chứ để làm gì hả ba? Hôm nay ba chưa thấy đủ thấm hay sao vậy? Nếu như con không chuẩn bị từ trước á Thì hôm nay hai cha con của mình á nhục nhã ê chề với cả cái khu phố này rồi còn phải mang tiếng biển thủ danh tiếng mà thanh liêm của ba gầy dựng bao nhiêu năm tan biến trong vòng một nốt nhạc quả tới lúc nào không hay đó ba ba chẳng thấy cái quả gì hết nếu họ biết sự thật thì đã sao từ trước tới giờ ba nói cho con nghe ba luôn tự hào và kiêu hãnh cái nghề của ba không có việc gì phải giấu hết Ba ơi Ba là bân nghĩ cho con đi Con sắp làm rễ của hầu hôn rồi Danh tiếng của con không thể nào bị sức mẻ một miếng nào hết Không thể nào vì mấy cái tập hình rác rưởi này Mà mất tất cả của con Rác rưởi bất hiếu Ai đã dạy con cái cách sống giả tạo như vậy cả đời của bà nó làm việc cách dọc nhằn khổ sở để lo cho con vậy mà bây giờ con dám khinh miệt khinh miệt cái ngày mà đã nuôi với con khôn lớn nuôi con thành tài bà muốn nghĩ con như thế nào không được hết làm trẻ hào môn nhất định con phải làm bằng được nếu như ba thương con thì hãy giúp cho con một chút xíu đi ba những cái quá khứ bằng hàng đó bỏ đi ba